Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với hai đối tượng là Đặng Ngọc Giáp, 24 tuổi và Nguyễn Trung Đô, 16 tuổi, cùng chú ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về hành vi giết người, hủy hoại tài sản. Theo đó, vào 20 giờ ngày 24 tháng 4, Giáp cùng Đô đến nhà anh Trần Tiến Lâm ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm để đòi nợ. Tuy nhiên, anh Lâm hẹn Giáp vài hôm nữa mới trả nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Giáp bảo Đô ra ngoài mua 50.000 tiền xăng rồi dùng số xăng này ném vào người anh Lâm châm lửa đốt. Theo hồ sơ bệnh án, anh Lâm đã bị bỏng cấp độ 2 chiếm 44% diện tích cơ thể. Vụ án đang được công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra.